Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 19 ạ. Bà hôn bi chê sa hi tông ba sa ma mô na tát ca lô hồ tí na rô pa mát tô ngô bổ pa ga vô ya na giang ba lê sa hô na ba ga wa sa mẫn ya sa hô tì. Bà hôn bi chê sa hi tông ba sa ma mô na tát ca rô hồ tí na rô pa mát tô ngô bổ pa ga vô ya na giang ba lê sa hô na ba ga wa sa mẫn ya sa hô tì. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng vật như kẻ chăn bò người không sa mô hạnh, đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Châu. Bà hôn bi chê sa hi tăng ba sa ma nô na tát ca rô hồ tí na rô ba mát tô vô vô ba ga vô ga na văn ba ê sang na pha ga wa sa nam nha sa hô ti. Suốt thông kinh được mặc dầu nếu không hành đạo đếm trâu đếm bò dễ vui tự mãn nằm co qua miền siêu thoát của đò ai đưa. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Đức. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mít lại cho. Cảm ơn Huynh Quá Thanh Hà đã bớt bài ạ. Xin gửi mít lại cho cô tu nữ Tự Duyên ạ. Đạo tràng có nghe em Thanh Tự Duyên không? Dạ, cảm ơn Hồng Nguyệt. Trần Phụng Trần Đạo đã chưa biết nghe rõ. Là Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thăm Na Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thầy Nam Thánh Nữ. Và bây giờ Huynh Quách Thanh Á cho Tự Duyên xin bài học. Dạ, cảm ơn Huynh. Ba hôm đi chế sai tăng na ma nô na ta ca ro hu ti na ro ba ma to go wa ga wo ga na yang ba te nang ba se ba re sang na pha ga wa sa mạnh nhà sao tì ba hôm bi chế say tăng pha sa ma no na ta ca ro ti na ro ba ma to go bo wa ga wo ga nai yang ba re sang na pa ga wa sa mai nya sa o ti ba hum bi che sa hi tang pa sa ma no na ta ka ro wo ho ti na ro ba mat to go bo quát ra vô ga na yang ba re sang na pha ga qua sa ma nya sa ho ti. Nói kinh không hành trì phóng vật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Khổ thân này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Suốt thông kinh luật mặc dầu nếu không hành đạo đếm trâu đếm bò dễ vui tự mãn nằm co
qua miền siêu thoát đó, ai đưa. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tùy đọc bài xong và bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Cẩm Vân. Dạ, kính mời chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng. Con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 19. Ba hôm bí chê, xá hí tăng, ba xá ma nô, ná tắc cá rô, hồ tí ná rô, bá mát tô, gô cô quá, gà gô gá, ná dăng bá rê săn, ná bà gá hòa, xà manh nhát xá hồ tí, ba hôm bí chê, xá hí tăng, ba xá ma nô, ná tắc cá rô, hồ tí ná rô, bá mát tô, gô bồ quá ga, bồ gá ná dân, bá rê săn, ná pa, gá hòa xà manh nhát, xá hồ tí, ba hôm bí chê, xá hí tăng bà xá ma nô na tắc ca rô hô tí na rô bá mát tô vô gô quá gà vô gá ná dân phá rê săn na pa gá hòa xa manh nhát xá hô tí. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người không phần sa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Suốt thông kinh luật bạch dầu, nếu không hành đạo điếm trâu điếm bò, dễ vui tự mãn nằm co, qua miền siêu thoát gọi đò ai đưa. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Trần Phùng. Dạ alo. Dạ con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào quý cô chú trong đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Con xin được đọc câu Pháp Cú số 19. Dạ con cảm ơn chú Bách Thanh Á đã cho con bài đọc. Dạ con xin đọc ạ. Ba hầm y chề xá hi tăng pha sa ma nô na tắc ca rô hồ tí na rô ba mắt tô gô bồ ba gà vô gần a dành ba rê sang na pha gá pha sa man nhát xá hồ tí. Đá hầm bí chê sa hi tăng pha sa ma sa ma nô na na tát ca rô hồ tí na rô ba mắt tô vô bồ ba gà vô gần a dằn ba rề sằng na pha gá pha sa man nhát sa hồ tí. Đá hầm bí chê sa hi tăng pha sa ma và sa ma nô na tát ca rô hồ tí na rô ba mắt tô gô bồ ba gà vô gần a dằn ba rề sằng na phà gá và sa man nhát sa hồ tí. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chân bò người không phần sa môn hạnh. Và dạ, đây là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kể.
Đàm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na ta ka ro ho ti na ro ba ma to vô bố pha ga phô gan a yên ba re sa na pha ga pha sa ma nha sa ho ti đà hâm bi chê sa hi tăng pha sa ma no na ta ka ro ho ti na ro ba ma to go bo pha ga pha gan a yang ba re sa na pha ga pha sa ma nya sa ho ti suốt thân kinh lực mạch dầu nếu không hành đạo đến trâu đến bò dễ vui tự mãn nằm co qua miền siêu thoát gọi đò ai đưa dạ đây là bản dịch của ngài hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con cảm ơn đạo tràng, con xin dâng đức lại cho đạo tràng ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy Giá, nam mô Thầm Mà Giá, nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tự Duyên. Em mình kính chào quý anh chị, con tri ân cô Tự Duyên, kính cảm ơn sư Trần Phụng, chị Đàng Đông, cảm ơn chị Hoa Nguyệt, cảm ơn huynh trưởng. Con xin phép được trả lời câu pháp cú số 19. Ba hùng bi chê sa hi tăng pha sa ma no na ta ka ro ho ti na ro ba ma to vô bồ quá gà vô gà na dần ba rê sân na phà gà quà xà màn nhá xá hồ tí ba hùng bi chê sa hi tăng phà xá mà nô na ta ca rô hồ tí na rô ba ma tô vô bồ quá gà vô gà na dần ba rê sân na phà ga quà xà màn nhá xa hồ tí bà hùng chi bi chê xà hi tăng pha xà ma nô na tăng ca rô hồ ti na rô ba ma tô vô bồ quá gà vô gà na dần ba rê sân na pha ga qua sa man nha sa hô tì. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ trăng bò người không phần sa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ba hùng bi chê sa hi tăng pha sa ma no na tăng ca rô hồ tì na rô ba ma tô vô bồ quà ga vô ga na văn ba rê sân na pha ga qua sa ma nha sa hô tì bao hùm bi chê ba sa hi tăng pha sa ma no na ta ta ro ho ti na ro ba ma to vô bồ quá ga vô ga na dần ba rê sân na pha ga quà sa ma nha sa hồ tí suốt thông kinh luật mặc dầu nếu không hành đạo đếm trâu đếm bò dễ vui tự mãn nằm co miền siêu thoát gọi đò ai đưa phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Biết thế nào cũng huynh trưởng à. Huynh trưởng nhận mít nè. Sa thu lần thầy xin mình.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Thầy, Nam mô Sáng Thầy, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật, Lão Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể đạo tràng, và cảm ơn các quý vị cho biết nghe rõ, và con xin được kể kinh pháp cú số 19. Bảo hôm pi chê sa hi tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa mát tô gô po va ga vô ga na yang pa re sang na pha ga va sa man nhat sa hô ti ba hôm pi chê sa ha tinh tăng pha sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa ma tô gô po va ga vô ga na răng pa rê sang na pa ga a sa ma nha sa hô ti ba hôm pi chê sa hi tăng pa sa ma no na tắc ca rô hô ti na rô pa ma tô gô po va ga vô ga na yang pa re sang na ga va sa ma na sa hô ti. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng dật như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh, bản dịch của Ngài Minh Châu, suốt thông kinh luật mặc dầu, nếu không hành đạo đếm trâu đếm bò, dễ ruôi tự mãn nằm co qua miền siêu thoát, gọi đò ai đưa. Dạ, Nam Mô Phật Thầy, dạ, còn xin được xuống mic, và hôm nay là ngày giảng của đã Thượng Tọa Tuệ Quyền, nhưng mà chưa thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền online, nên Vát Thân A xin được mời Sít Ráng để băng nhé. Bây giờ để Thượng Tọa Tuệ Quyền vào để hắn hay sau ha. Sít Ráng đâu? Xin mời hạnh kiểm và sức trực trực nạn trước nạn nào. Thích hợp tu tập thiền định, leo lên trên Phạm Thiên nằm ba mấy bữa rồi hết tuổi thọ rớt một cái đùng xuống tới đây, cái cơ hội mà nhớ lại kiếp xưa để tiếp tục tu hành nó khó cực kỳ, là xuống tới đây rồi là coi như bạn xấu gọi là đông hơn. Sư Tuệ Quyền, chúng ta Tuệ Quyền online rồi hả? Chưa thấy vào room ta. À, thấy online rồi. Là cảm ơn xin hàng lâm nhé. Phá Thanh A xin được thỉnh Pháp Sư. Brahmacaloka thi pati sampati tatan yariyan thi varang ayajatha santitha sataparayakha chatika thế sê tu anu cam bam vi ca ta a vê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật nhâm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm chân như được nếm hương vị hữu dự niết bàn
đàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 40 làm hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lặn rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng. Thỉnh Ngài thuyết pháp nói đàng từ bi, chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn. Nam mô Phật Tha Gia Vát Thân Na Đát. Tỉnh pháp sư sao chưa thấy tượng tòa tề quyền quang lâm đạo tràng. Vát Thân Na xin được kính chào cô tu nữ Thâm Ma Cha Ri, kính đại lễ đại đức Tuệ Đức. Kính chào người phương Nam. Dưới Vát Thân Na kia thỉnh tượng tòa tề quyền vào room. Thấy tượng tòa tề quyền online và thỉnh vào room không được. Không biết tượng tòa có nhấc máy không và thỉnh mấy lần rồi không thấy. Vát Thân Na thỉnh đệ đức tượng tòa tề quyền tới 4 lần. 4 lần chưa thấy. Không thấy tín hiệu của tượng tòa tề quyền. Xin đạo tràng chờ tí Vát Thân Na. Kính đại lễ đại đức Minh Tịnh Đạt vừa quang lâm đạo tràng. Con thấy đại đức vào đúng giờ thuyết giảng, không biết đại đức có điển thuyết cho thượng tọa tề quyền thuyết giảng bài kinh pháp cú hôm nay không ạ? Con thấy thượng tọa tề quyền online mà không thấy vào room, thì thấy đại đức online vào room nên con không biết đại đức có điển thuyết cho thượng tọa tề quyền để thuyết giảng ngày hôm nay không. Đại đức Tịnh Đạt, con kính đại lễ thượng tọa tề quyền quang lâm đạo tràng. Con đã thỉnh pháp sư xong rồi, con thỉnh thượng tọa vào room mãi không được. Giờ con xin được thay mặt đạo tràng trong room kính thành kính cung thỉnh thượng tọa tề quyền từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp. Đến tiếng Tịnh Đạt, Tịnh Đạt phải ạ. Thay mặt đại tràng con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ thuyết giảng ý từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú 20 hôm nay. Nam mô Phật Thà Gia, và con xin được thành kính cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt. Dạ, Nam mô Phật Thà Gia. Dạ, con kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được âm thanh tốt. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, chúng con xin được thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadeyami Sokhato Bhagavata Tammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Phật Thà Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay Pháp Cú Kinh chúng ta học đến câu Kệ Ngôn 20 trên 423 câu. Dạ, con thành kính
sám hối Thượng Tọa Tùy Quyền, tụi con cũng báo cái câu pháp cứu trễ. Dạ. Dạ, hôm nay đến câu kệ ngôn pháp cứu số 20 là câu kệ ngôn cuối cùng trong phẩm sông đối. Dạ, câu kệ ngôn pháp cứu số 20 có nội dung như sau. Appambice sahitang phasamano dhamma sahoti anuttamacari garanja dosanja pahaya mohang sammapacano suvimuta citto anupadiyano itawahurangwa sa bhagava samanya sahoti. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hành. Và bản dịch Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu, và cũng như bản dịch văn xuôi của ngài Inda Chanda Chánh Tân. Nếu là người giàu đang nói ít về kinh điển mà có sự hành trì thuận pháp đối với giáo pháp, sau khi từ bỏ ái dục, sân hận và si mê, có sự nhận thức đúng đắn, có tâm khéo được giải thoát, trong khi không chấp thủ đời này hoặc đời kế tiếp, người ấy được hưởng phần sa môn hành. Nam mô Bụt Thầy Giác. Dạ, trước tiên chúng ta sẽ học đến phần ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này, sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tuy Quyền để thuyết giảng ý nghĩa cũng như duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 20 này. Và câu kệ ngôn pháp cú số 20 này có nhiều hơn các số lượng câu, gồm có 6 câu tất cả. Câu thứ nhất: Appambice sahitang phasamano. Appambi là sự kết hợp của hai từ appam cộng với lại api. Appam có nghĩa là ít ỏi. Ít ỏi. Api. Api là cũng. Phí. Chê có nghĩa là níu. Níu. Sahitang. Sahitang Sahitang là đây là anh coi cái tên là Phasamano Samapachano. Bị đợi cho tí xíu. Sai tăng là ít kinh, là kinh điển. Cái từ sai tăng ở đây được viết vắn tắt, nhưng nếu mà viết đầy đủ ở trong giải thích thêm đó, đó là sai tăng Putta Vachanang, là kinh điển mà là của lời Phật dạy. À, nếu mà chúng ta nói cái từ cho đầy đủ chữ sai tăng thì chúng ta sẽ cộng thêm là bút tháp qua cha năng, kinh điển văn chương, hay là mà nó thuộc là về là lời dạy và lời Phật dạy. Tiếp theo câu thứ hai, chúng ta còn từ phano.
là nói. Nói hay thuyết giảng. Câu thứ hai đó là Thammasahoti anuthammachari. Thammasahoti anuthammachari. Thammasa là danh từ nam tánh ở sở thủ cách, chúng ta là của pháp. Của pháp. Hô tí là Anuthammachari. Anuthammachari. Anuthammachari là một cái từ kết hợp của từ tiếp tục ngữ anu cộng với từ thamma và một cái động từ, từ căn gốc là charati, là sự thuận theo, là sự thực hành. Thì Anuthammachari ở đây có nghĩa là người có cái đời sống tùy thuận theo giáo pháp. Anuthammachari. Cái chari ở đây là một cái danh động từ chỉ cho cái người có cái lối sống hay là có cái đời sống và có cái sự thực hành. Anuthamma là tùy theo hay thuận theo cái giáo pháp. Câu thứ ba, garanja dosanja pahaya mohang. Garanja dosanja pahaya mohang. Garanja là chữ garang, ra găng, m chấm dưới, nikkehita cộng với là chữ chá. Khi nikkehita cộng với gặp chữ chá kết hợp lại thì cái luật sanh thí làm cho dễ đọc hơn, thì sẽ là nikkehita bị thay đổi thành chữ nhá, cho nên chúng ta có cái từ ga răng chá. Chữ ga răng là nghĩa là ái dục. Ái dục nó xuất phát từ cái căn động từ ranchati, nó là ái luyến, ái nhiễm. Đô sanh chá, chữ chá là và, chữ chá là và. Đô sanh chá cũng tương tự như từ ranchá là đô sanh cộng với là chá. Đô sanh cộng với chá. Đô sanh hay là đô xá có nghĩa là sân hận. Sân hận. Chá có nghĩa là và. Pahaya. Pahaya là cái từ động từ bất biến, nó xuất phát từ cái căn động từ là hachati, là từ bỏ. Từ bỏ cộng với lại cái tiếp đầu ngữ pá và bất biến quá khứ phân từ giá. Chúng ta có cái nghĩa, có cái từ là pahaya, có nghĩa là sau khi từ bỏ. Sau khi từ bỏ. Mohang. Mohang có nghĩa đó là si mê. Si mê. Garanja dosanja pahaya mohang là từ bỏ tham sân si. Là từ bỏ tham ái, sân hận và si mê. Câu thứ tư, câu tiếp theo, samma sammappacano suvimuttacitto. Sammappacano suvimuttacitto. Sammappacano là có nghĩa là sự nhận thức đúng đắn. Nó xuất phát từ cái từ samma là trọn vẹn, trơn chánh, đúng đắn, và động từ danh động từ pachana. Pachana là sự nhận thức, sự hiểu biết,
nó xuất phát từ cái căn tâm từ nha, là sự hiểu biết sammapacchano. Khi kết hợp lại thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự nhân đôi cái phụ âm âm p âm p. Sammapacchano có nghĩa là sự nhận thức đúng đắn. Suvimuttacitto, suvimuttacitto Suvimuttacitto là có tâm khéo được giải thoát. Chữ khéo ở đây có nghĩa là nó xuất phát từ chữ xú, tiếp theo ngữ xú. Vimutta có nghĩa là giải thoát và citta là tâm. Tâm khéo được giải thoát, có tâm khéo được giải thoát. Chúng ta đến câu kế tiếp, câu thứ 5. Anupadiyano itawa hurangwa. Anupadiyano itawa hurangwa. Anupadiyano. Anupadiyano có nghĩa là không chấp thủ, nó thuộc về cái hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ mana pachay mana mana hiện tại phân từ mana cộng với lại từ ana ana upadiyana. Ana là không, hay là chữ ná đó, chữ ná là không, chữ ná cộng với là upadiyana. Upadiyana là sự chấp thủ, sự dính mắc. Khi ghép với lại gặp với, cộng với lại cái từ ná có nghĩa là không, phủ định, phủ định lại cái sự đó, cái sự chấp thủ đó là sự không chấp thủ, sự không chấp thủ hay là dính mắc bám víu. Padiyano itha wa hurangwa itha Itha wa hurangwa là sự không chấp thủ. Itha wa hurangwa là itha là ở đời này, hurang là ở đời sau. Chữ wa có nghĩa là chữ hoặc hay chữ hay ở trong tiếng Việt của chúng ta. Ở trong giới từ trong Pali thường thường thì sẽ dùng cặp đôi. Giống như từ và, ở trong tiếng Việt thì dùng hai từ chá liên tục, như là chúng ta thấy là ra ranh chá, đô xanh chá. Còn cái từ hòa, hoặc hay là hay đó thì dùng từ va. Va itha va hurang va, hoặc là đời này hoặc là đời sau. Rồi chúng ta đến câu cuối cùng là sa pha ca va sa man nha sa hồ tí, dự phần sa môn hạnh. Dự phần hay là hưởng phần sa môn hạnh. Chữ sa, chữ sa, chữ sa pha ca qua, chữ sa ở đây là một cái đại từ được chia ở ngôi thứ nhất số ít, thay vì thường là sẽ là chia thành số, số nhiều là t. Nhưng chỗ này thì trong cái văn kệ được viết thành chữ xá, có nghĩa là người ấy, người ấy, có nghĩa là người ấy. Phagawa, phagawa, chúng ta để ý cái từ này để mà dễ bị nhầm lẫn cái từ phagawa với là cái từ phagawa mà chúng ta hay gặp. Từ phagawa trong cái câu Nam Mô Tassa Phagawato, phagawa, phagawato thì đó là Đức Thế Tôn. Còn cái từ pha ga qua có cái trường âm thì có nghĩa là hưởng phần hay là thừa hưởng. Nó là cái từ hiện, nó là cái danh từ pha cá cộng với lại văn tú. Hưởng phần hay là thừa hưởng pha ga qua. Samanyasa
Samanyasa được chia ở sở tục cách của cái từ gốc là Samanya, có nghĩa là hạnh sa môn hay là đời sống sa môn. Cái từ sa môn ở đây có nghĩa nó có là cái từ phiên âm của từ Samanya. Samanya hay cái từ Samana đó là vị sa môn đó. Dạ. Hô tí có nghĩa là Sa Tha Ca Wa Sa Man Nhá Sa Hô Tí, cái người đó, cái người ấy là cái người mà có những cái điều kiện ở trên đó. Người dù nói ít kinh điển nhưng hành trì tùy theo giáo pháp, từ bỏ tham sân si, có tâm giải thoát, không chấp thủ ở đời này đời sau, thì cái người đó đó được tổng kết thành chữ xá, được hưởng thừa hưởng hay là hưởng phần sa môn hành. Đó là cái phần duyên, cái phần thích nghĩa sơ lược của cái câu kệ ngôn pháp cú số 20 này. Đến phần kế tiếp là phần giải thích về ý nghĩa cũng như là thuyết giảng về duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú này, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tế Quyền từ bi giảng giải cho lớp học đạo tràng pháp cú kinh chúng con được rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con thay mặt toàn thể xin cung kính Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Giờ để chúng nghe rõ. Cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tịnh Đạt, cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Xin chào đến quý tu nữ cùng Sư Phụ Tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivade Miswakato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Subhadipanno Phakkhavatu Savakasangko Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo, đại Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo cùng nhà quy lực Tam Bảo hàng giáo hội đến cho tôn đức tăng với tu niệm, xin cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Vì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú 20, cũng là câu pháp cú của số 19. Hai cái câu nó có gần nhau, liên đới với nhau. Có thể nói rằng đây là một cái câu của Đức Phật này tỉnh thức lại cho tất cả những người đệ tử, đặc biệt những người chuyên học. Câu đầu tiên thì chúng ta đã được nghe: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật như kẻ chăm bồ người, không phần sa môn hạnh. Và câu thứ 20: dù nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân, tỉnh giác, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Thì như chúng ta đã nghe cái câu pháp cú nói về hai vị huynh đệ xem như là cùng hướng tu. Đó là duyên sự hướng tu. Nhưng một vị thì đi về chuyên về pháp hành, một vị chuyên về pháp học. Thì câu 20 này thì nếu là người dù nói ít kinh điển mà có sự hành trì thuận pháp đối với giáo pháp, sau khi từ bỏ ái dục tham sân si, nhận thức đúng đắn, tâm khéo được giải thoát, trong khi không chấp thủ hai đời, tức là đời này và kiếp sau, người ấy được phần sa môn hạnh. Đây là một cái lý mà chúng ta cần thiết phải có một sự học tập. Có một số người ỷ lại, nghĩ rằng dựa vào cái câu, cái kinh này, mà nhiều khi nó chúng ta vào tu, chúng ta chỉ học ít thôi, thì chúng ta cũng tu được rồi, thế nào là học ít? Chúng ta phải hiểu được cái điều đó.
nó ít về kinh điển mà có sự hành trì thuận pháp, tùy pháp, đó là một câu đối với giáo pháp thì nó rất là đặc biệt. Chứ không phải học gì trên tự nhiên vô cái thì rồi cái nó đã bắt đầu lấy cái câu này ra, nó rất bốn cái câu này chúng ta nhớ như vậy. Thì kính thưa quý vị, nói ra để chúng ta để tu chúng phải nói và để chỉ trích, có hai cách nói, có một cái nói mà để chỉ trích, một cái nói mà để mà chúng ta sửa chữa, để chúng ta có một cái khuyết điểm thuận nghịch như thế nào đó ở trong cái quá trình tu tập của chính mình. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên thì đề cập đến có hai người bạn cùng xuất gia. Thì có hai người bạn á, với nhau đi nghe Đức Phật ngày thuyết pháp. Thì sau khi nghe Đức Phật ngày thuyết pháp xong á, thì họ mới sinh vào tu. Thì kính thú vị, thì thường á, thì khi đi vào tu á, theo cái luật á, tức là phải ở gần thầy 5 năm. Nếu xuất gia tỳ kheo phải ở gần thầy 5 năm, sau đó mới rời đi. Thì sau thời hạn 5 năm nương nhờ thầy bổn sư và A Xà Lê của mình á, thì hai vị tỳ kheo mới đi đến bạch hỏi với Đức Phật về cái sự thành tựu của Sa Môn. Thì sau đó Đức Phật ngày giảng thuyết rành mạch về pháp hành, mà đây gọi là Vipassana Thú Rác, là pháp học gan Thú Rác. Thì kính thưa quý vị, hai vị, một vị tuy là nương nhờ ở nơi các vị trưởng lão, nhưng một vị thì chuyên về pháp học, một vị chuyên về pháp hành. Thì khi Đức Phật ngày hỏi á, thì một cái vị lớn tuổi á, người ta mới nói á, bạch ngài, con vì lớn tuổi cho nên xuất gia con không có thể kiện toàn được cái pháp học, như pháp hành thì con có thể thành tựu được cái nào biết, cái nào con đã thọ nhận được một cách căn bản và con đã thành tựu viên mãn được. Thì sau đó Đức Phật ngài chỉ dạy cho một cái vị mà chuyên về tu tập á, phải tiếp tục cố gắng tu tập đạt coi như là thánh quả giải thoát. Và còn cái vị bạn kia đó thì mới bạch rằng, bạch ngài, con sẽ học thành tựu pháp học, con sẽ lần lượt học hết các Phật môn, con sẽ thông thuốc tâm tạng. Và sau đó đó vị này cũng thành tựu và đem cái sở học của mình đi đến đâu đó, thì cũng đem sở học của mình mở ra thuyết giảng đạo. Và nhờ vậy vị ấy có thể tiếp độ được nhiều người đệ tử. Và vị ấy đã có được 8 cái tăng đoàn đông đảo. Thì kính thưa quý vị, nhiều vị tỳ kheo sau khi thọ giáo cái đề mục thiền định ở Đức Phật cùng nhau đến cái đầu tràng của vị thiền sư nói trên đó, thì mong nhờ nương nhờ hành đạo hết lòng. Và vị ấy cũng chỉ dẫn và sau đó đều chứng đắc A-la-hán. Và sau đó các vị này mới đến bạch cái vị thiền sư, chúng tôi muốn đến ý kiến Đức Phật. Thì vị thiền sư tiễn biệt chư tăng và dặn dò, này chưa hiền ngủ cứ đi đi, cho ta kính lễ đến lễ Đức Phật và 80 vị đại thánh văn, và hãy nhân danh ta mà vấn an đại pháp sư bạn ta một câu. Các thầy tỳ kheo về đến tịnh xá vào đỉnh lễ Đức Phật. Và 80 vị đại đệ tử mới xong thì liền đi tìm đến đề đức mà nghe chuyên về pháp học của bạch rằng, bạch ngài, thầy tôi chỉ có chuyển lời đến để đảnh lễ hỏi thăm ngài. Vị pháp sư hỏi thầy của các ông là ai, bạch ngài, vị đó là bạn của ngài. Mấy lần đầu khi nhận được cái tên của tỳ kheo bạn cũ á, thăm á, như thế thì pháp sư đã còn nhắn lại, nhưng về sau hết tấp này đến tấp kia, những vị đệ tử vị thiền sư có đem tin này nói, khiến cho vị sư không có dằn cái tâm ngã mạn. Mỗi khi được nghe bạch đi bạch lại, thầy của chúng tôi kính đảnh lễ ngài. Thì vị sư hỏi thầy của các ông là ai, đó là bạn của ngài. Nghe đáp như vậy, vị sư cật vấn các đệ tử bạch rằng, các ông đã học thuộc
là học được những gì nơi thầy các ông. Các ông có học được cái bộ nào trong các kinh, nhất là Trường Bộ hay Trung Bộ vân vân, có được tạng nào trong Tam Tạng? Rồi vị Bích Sư mới tự nghĩ thầm rằng ông sư này chắc nói bài kệ tứ cú nào cũng dám, cũng làm thầy người ta. Thì vừa xuất gia cho ông ta liền tập hết đồ đạc và một y phấn tạo và ở trong rừng, để khi giáp mặt ông ta sẽ chất vấn được một câu đó. Sau đó một thời gian vị tiền sư để là ý kiến Đức Phật có ghé qua để gửi bác nơi cái vị pháp sư bạn cũ của mình. Sau khi thỉnh an Đức Phật và 80 vị đại đệ tử, vị tiền sư trở về chỗ ngủ của vị pháp sư, thì vị này chào đón bạn mình đúng phép như là một vị trụ trì với khách tăng. Xong mới ngồi ngang hàng, trong bụng nghĩ thầm, ta sẽ chất vấn ông sư này mới được. Trong khi ấy thì Đức Phật ngài biết rõ tâm ý của vị trụ trì pháp sư này, mới thầm nghĩ, nếu như vị tỳ kheo này làm khổ con của Như Lai thế thì ông ta sẽ xa đọa địa ngục. Vì lòng bí mẫn, Đức Phật bắt đầu ra tay tế độ. Đức Phật làm như người đi quan sát ngôi tịnh xá, đi ngay đến chỗ hai vị tỳ kheo đang đàm đạo. Ngài ngự lên cái bảo tọa, thì thường các vị tỳ kheo ở nơi chúng ta tầm gọi cái tăng xá khách đường đó thì luôn luôn chuẩn bị một cái bảo tọa sẵn cho Đức Phật hay là các vị thượng thủ lớn để có thể chỉ dạy, có thể giáo huấn. Đây là một cái điều đặc biệt, cái tăng có trường có chỗ sẵn như vậy. Thì khi ăn tọa thì Đức Phật ngài hỏi tỳ kheo chuyên về pháp học một câu nói chuyên về lĩnh vực về thiền, từ sơ thiền cho tới tứ thiền, cho tới ngay cả không vô biên thức, vô biên vô sổ, ví dụ như lưỡng sứ, và hỏi luôn đến lần lượt đến các cái pháp mà gọi là Uttara, mà nói sạch tham mát, hay chúng ta gọi là cái pháp siêu thế đó. Nhưng mà các cái thiền thì cái là Uttara Manusa, tức là các pháp từ nhị thiền đến bát thiền, và thiền hữu sắc đến thiền vô sắc, thì vị pháp học. Vì về cái lý thì ví dụ như là diệt tâm, xin lỗi chứ, vì ấy ly dục đi ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, thì trên cái lý như vậy. Nhưng Đức Phật ngài không hỏi cái lý, Đức Phật hỏi cái sự ly dục chẳng hạn như vậy đó, thì vị pháp sư này trả lời không được. Và cho tới các cái tầng thiền cao nữa, và hỏi đến ngay cả đến cái giá trị mà đoạn khổ, chứng đắc tu đà quần, tứ đà hàm, a na hàm đạo và tứ quả, tức là a la hán đạo, a la hán quả, thì vị này hoàn toàn không biết cái gì, bởi vì chưa có nhập vào dòng thánh, ngay cả các tầng thiền cũng chưa chứng, thì làm sao nói về cảnh giới của sơ thiền, cảnh giới của nhị thiền, cảnh giới của tam thiền, cảnh giới của tứ thiền, cảnh giới của không vô biên thức, vô biên vô sổ, vi tưởng, vi tưởng xứ, vân vân, thì không nói được. Nhưng ngược lại, khi mà Đức Phật ngài hỏi qua cái vị mà cũng là bạn chứ về pháp hành, thì vị này trả lời một cách rành mạch, từ các cái chi thiền cho tới hơi nhị tam tứ thiền, cứ mỗi lần vị này trả lời, Đức Phật ngài đều xa thú lành thai và tất cả chư thiên, và từ quả địa cầu cho tới cả tới cõi phạm thiên, thì tất cả những chúng sinh là Long Vương hay Kim Sĩ Điệu đều đồng thanh phổ hoan hô vang dậy, lành thai, lành thai. Thì bốn sư mới khen ngợi vị tỷ sư bốn lượt như vậy. Sau khi nghe tiếng sa thú lần cuối cùng, nhóm thị giả của vị đệ tử pháp sư đều bất bình, than phiền, trách móc rằng tại sao Đức Phật lại làm như vậy. Vị đệ tử kia già kia có biết chi đâu mà Đức Phật lại, ngài lại quá là khen vị trưởng lão lớn. Ngược lại, đến bốn lần như thế còn vị pháp sư thầy của chúng ta nằm thuộc lòng tất cả Phật ngôn trong Tam Tạng, vì này là tăng trưởng của 500 tỳ kheo, thì ngài chẳng tán thán một câu nào cả. Thì nghe chư tăng đang nói như vậy, thì Đức Phật quay lại hỏi rằng, ngài các tỳ kheo, các ông đang nói cái gì? Dạ. Đức Bổn Sư mới dạy rằng, này các tỳ kheo, giáo sư của các ông đang ở trong giáo pháp của Như Lai chẳng khác nào một đồng chăn giữ bò cái cho những người
cho người. Còn con của Như Lai thì giống như chủ đàn bò, có thể tùy thích thọ dụng năm thứ phẩm của vị của con bò. Và Đức Thế Tôn thuyết được cái bài kệ, giống như chúng ta nhớ đó, tụng thiết thường 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 mà lòng khinh xuất chẳng ngưng phát hành, người còn dính mắc lợi danh không chi hưởng được quả lành sa môn, khác nào một tử cô thôn. Vì người chỉ có một môn điểm bò, kinh dù tụng chẳng mấy pho, những y giáo pháp đắng đo đành đắng đo hành trì, diệt trừ tham ái với sân, hiểu biết chân chánh tâm ly dục trần, đời này đời nữa không cần, ấy là cũng được phước phần sa môn. Đó chính là cái lời tán thán của Đức Phật. Mà nói như vậy thì cái câu kệ vừa dứt á, thì nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh Tu Đà Hoàn và đại chúng thánh pháp cũng đều được hưởng cái lợi lạc. Ở đây kính thưa quý vị, nếu như chúng ta học, chúng ta học cho nhiều, mà nếu như chúng ta không có một cái tâm để hành trì, cái tâm mà để thọ dụng hay để mà thực nghiệm, thì cũng như là cái muỗng trong cái nồi canh. Ở đây có một điều mà chúng ta nhớ là rất là đặc biệt, là Đức Phật này ví dụ rất là hay. Như kẻ chăn bò người vô phần sa môn hạnh, cái một đồng chăn trâu, chăn bò, lùa bò ra đồng và người ấy lùa bò về, khi mà hoàng hôn cứ như thế. Và thế là khi mà bò có cái gì bên có sữa có thịt thì người một đồng không có được hưởng, mà người chủ được hưởng. Như kẻ chăn bò người như vậy đó, thì cũng vậy. Đức Phật này nói vị mà pháp hành đó, như là người chủ của đàn bò, người ấy sẽ hưởng được sữa và thịt của bò. Đây là lợi tức. Nói đến đó có nghĩa rằng giáo pháp này của Đức Phật, ai thực hiện, người nào hành pháp thì người đó mới hiểu pháp, mới mến pháp, mới đạt pháp. Nó có hai cái hiểu. Một cái hiểu mà tính, nó mang tính bình thường, tức chúng ta chỉ nhớ, chỉ hiểu. Nhưng quả thật kính thưa quý vị, chúng ta cũng đừng vội mà chúng ta phán xét. Ở đây một người học á, học ít, thế nào là giá trị học ít, thế nào là giá trị học nhiều. Học ít ở đây cũng là học căn bản pháp môn, chứ không phải là không biết cái gì hết trơn. Và chúng ta vô mà chúng ta thực hành, rồi chúng ta cho rằng chúng ta học ít. Quý vị biết một vị tỳ kheo khi mà tu tập phải biết thông rành. Nếu mà giới luật, giới nào phạm và giới nào không phạm, giới nào phạm trọng tội, phạm đại tội, và cái nào là một yếu chí yếu lý về luật, chúng ta phải hiểu. Và về một căn bản các pháp hành, thí dụ như các pháp hành này đưa đến sanh ly, các pháp hành này đưa đến khổ đau, các pháp hành này là con đường có bát chánh làm dẫn đường, rồi thế nào là chánh kiến, hiểu biết được rõ ràng một chánh tri kiến xuyên qua sự khổ, hiểu biết biến tri rõ ràng sự khổ, biết được cái nguyên nhân sinh khổ, biết được cái sự chấm dứt khổ, biết được con đưa đến sự chấm dứt khổ, thì ở đó chính là mới hiểu một cách rành mạch, hiểu các pháp nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã. Hiểu về cái ngũ uẩn, tất cả hội tụ chỉ hiệp hội là ngũ uẩn thôi, chứ không phải là cái này của tôi, cái kia của tôi, vân vân. Nhưng phải nói rằng để có những người phải lợi khẩu, những người phải hiểu biết có một cách thông rành như vậy, vậy người ấy có thể truyền đạt được, người ấy có thể phổ thông được, có thể phổ cập được cái giá trị để cho người khác là đã hiểu. Cho nên quả thật vì
vì sao mà vị tỳ kheo này và pháp học này, vị ấy cũng đã tế độ nhiều người đi tu, đó cũng là cái phước lành tốt đẹp. Nhưng ở đây Đức Phật ngài muốn, mục đích ngài muốn là cho người đó phải thành tựu thánh đạo thánh quả, thì đó mới là cái phần mà Đức Phật ngài lưu tâm lưu trọng. Và để đạt được một cái quy trình đó thì kính thưa quý vị, chúng ta biết ở trong Tam Tạng kinh điển cái chữ Sa Hi Tăng, Sa Hi Tá này đó, chúng ta được nghe thích giải đó, thì nó đến đó là người thầy mà chỉ dạy cho chúng ta thuộc về Tam Tạng kinh điển. Tức là vị A Sở Lê hay là vị Yết Ma, chúng tôi Yết Ma, Acharya Yết Ma đó, thì người ta có thể giảng thuyết cho mình nghe một cái lời sách tấn khuyến học, một cái lời sách tấn khuyến tu, thì đó là một điều tốt. Nhưng còn nếu như mà chúng ta không chịu, chúng ta tu chúng ta biết cái gì, thì đó chính là một điều mà rất là bất lợi cho chính chúng ta. Chúng ta gọi là tu mù, là như thế đó. Ở trong câu đầu tiên, khi chúng ta thấy Đức Phật ngài muốn nói đến đối với con người, dù nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, cái tham mát sát anh cũng tham mát cha đi nha, rất là đặc biệt. Cái đây có nghĩa là hiểu rõ thông được cái gì, cái lý pháp. Mà tỳ kheo phải hiểu được cái pháp siêu thế. Nghĩa là đoạn đầu, tức là nói đến tứ thanh tịnh giới, hay là có tứ thanh tịnh giới, tức là thu thúc giới, quán tưởng giới, chánh mạng giới và hành đầu đà giới, rồi 13 pháp đầu đà mà y phấn tảo vân vân, và cả ý nghĩa của thiền quán. Nếu như chúng ta hiểu được cái giá trị pháp của cái pháp siêu thế, từ cho đó vị này mới có cái tâm hướng tâm vào. Nhờ vì ấy có cái nắm căn bản thiếu lý pháp, rồi chúng ta gọi là tùy pháp và chánh trí, hay là hành đúng đắn, hành pháp tùy pháp á. Bởi vì hiểu được các cái pháp siêu thế, mà các pháp siêu thế thì nói về cái gì? Nói về cái sự sanh sự diệt, nói về cái ý nghĩa lý pháp, chứ chúng ta không có chấp, kiểu mà chấp tục đế là một, chấp về cái ngã cái ta của mình, tức là chấp về ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành và thức quẩn này, hay là cái danh quẩn và cái sắc quẩn này, vì ấy không có quan tâm. Nó chỉ là một sự hội tụ, nó chỉ là sự gặp nhau và nó trở nên là ngũ quẩn, trở nên là tứ danh quẩn vân vân, thì sự hội tụ thôi. Ví dụ như cái tên của quý vị, thường bị luôn luôn ái chấp cái tên, nhưng đó chỉ là cái danh chế định thôi. Mà chính cái danh chế định này ai nói đến là chúng ta dễ bị bực bội, dễ bị khó chịu. Chứ sự thật, bao nhiêu người tên quyền, bao nhiêu người tên đạt, bao nhiêu người tên hạnh, nhưng họ nói đến cái chữ minh hạnh, nói đến cái chữ tịnh đạt, nói đến cái chữ tệ quyền, thì tự nhiên người ta đang nói mình, người ta cũng cùng tên mình vậy, có chuyện gì đâu. Nhưng điều mà tự nhiên chúng ta mang cái tên đó, nghĩa tôi là ông sư tên vậy, cái tôi là người được cha sanh mẹ đẻ đặt như vậy, cho nên đụng tới cái đó là đụng lên đầu lên cổ tôi, thì cái tính đó chúng ta phải vượt qua. Cái pháp siêu thế đó, nghĩa chúng ta phải biết rằng đây là một sự giả tạm, đây là một sự định đặt, mà chúng ta đụng đến cái chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu thì
đấy chúng ta không có tu, chúng ta không có hiểu. Cho nên khi mà chúng ta không có y pháp, chúng ta hành pháp được, thì chắc chắn rằng đường sẽ chúng ta đạt được, chúng ta vượt qua được. Hay là cái sự nóng giận, cái sự tu tập, không phải tu lâu mà lên sư cũ đâu. Không phải đợi chúng ta lớn, chúng ta gọi là người có trí, mà người trẻ không có trí. Không phải chúng ta tu lâu rồi chúng ta mới đạo cao đức trọng. Nhưng nếu như chúng ta tu lâu mà chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta biết ít chấp ngã hơn, thì đó mới là đạo cao đức trọng. Chứ còn chúng ta nghĩ ra hôm nay chúng ta đã lên hòa thượng, lên thượng tọa, lên pháp sư, lên thiền sư, lên cái này cái kia, thì tất cả cái đó là giai thủy hư vọng, tất cả cái đó là sai hết, không có đúng một chút nào hết. Một người tu không có chức, không có danh. Một người nào mang danh mà giới thiệu danh thì người đó khó tu. Hãy nói chính xác hơn, người ấy đã đánh mất cái giá trị tu của mình. Bây giờ nó là thượng tọa đại đức kia, tiến sĩ này, cũng như hòa thượng nọ, cũng như có như là ấn sói kia, chức vụ như thế này, chức vụ như thế kia. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nói, chúng ta share so với lời cái lời dạy của Phật mà buồn thêm, mà buồn thêm, đó là thật. Những cái người mà ta không hiểu Phật pháp, người ta nói rằng có nghĩa là được nhân danh như vậy, được đề bạt như thế kia, được phong chức như thế nọ, đó là một cái sự khó khăn, đó là một sự lâu lắm, lâu năm lắm đối với vị này. Thì cái sự định vị đó, đó nó là một cái giả tạm. Sự thật cái người tu phải được cái đó. Mà ở đây cái người tu có được cái pháp xử lý hay không, nãy mà chỗ mình tham mát sở nút tham mát cha ri đó, được cái tùy pháp hành pháp đó, có được không? Mình tu càng lớn lên, chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Giờ bớt chấp ngã, bớt chấp chuột. Thì đó là một chuyện rất là tu. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta cứ chấp hoài là chết. Tu mà đừng nên chấp. Đó là giá trị thật. Kính thưa quý vị, nếu như chúng tôi chấp, chúng tôi hôm nay không có mặt hôm nay. Chúng tôi nói về để chúng tôi nói chúng tôi tu phải vậy. Chúng tôi nói thực tế đó, thực tế của chính mình để chúng tôi nói ra đó. Bởi vì cái duyên nó như vậy. Và những lần trước có một số người Phật tử nghĩ rằng ai chắc tôi khó khăn như thế này thế nọ, nhưng cái thứ việc mà là khó, mình đâu có chấp. Chính chúng tôi đi vào mà, chúng tôi nghe hôm nay chúng tôi giảng, nhưng chúng tôi chưa phải nắm được giảng cái gì, thì đi vô chúng tôi mới biết. Thì nếu như mình nghĩ rằng cái chuyện nó đơn giản, nó có chuyện gì đó, thì mọi chuyện nó đơn giản. Nhưng có một số người không có đơn giản thì nó rất là khó khăn. Không có chuyện gì hết. Và tùy lúc nữa, rồi còn cái việc nó còn tùy lúc, tùy cái tâm của con người nó có chuyện gì đâu. Rồi dẫu cho bây giờ có sùm cái lớn lao, nó cũng được chuyện gì. Thì thôi, tất cả cái tùy duyên. Nhưng mà đây muốn nói á, tu là phải bớt chút xíu, không có chuyện gì đó. Không có chuyện gì. Chúng ta có thể phụng sự, chúng ta có thể giúp ích được lúc nào đó thì giúp ích, chứ không có chuyện gì. Phải nói rằng là, chứ còn quý vị biết ha, để mà đưa ra nhiều cái hình thái thì trong cuộc sống này,
nó phải như thế này, nó phải như thế kia. Trời, nó khủng khiếp lắm, khiếp đảm lắm. Mà sống trong cuộc đời này nó phải có một cái giá trị, cái giá trị hiểu thương với nhau, cái giá trị chân tình với nhau, và nó đúng đắn đàng hoàng. Chứ không phải vì một cái thương người này thích người kia thì chúng ta ở lại với Phật Pháp, đó là sai. Chúng ta kính Pháp, chúng ta nghe Pháp, chúng ta kính Pháp, chúng ta không nhớ ông sư nữa, chúng ta không thích thương ông sư nữa. Thích thương ông sư nào là tầm bậy. Ai cũng sẽ có được một cái quyền, cái quyền tự chủ, cái quyền tự lực của mình. Thì như thế đó thì chúng ta mới có một cái sự phụng trì Phật Pháp một cách tốt đẹp. Chứ còn nếu chúng ta bị ngã chấp là chúng ta chết. Thì cũng vậy, ở đây vị nào mà có cái sự học về pháp học mà chấp cái pháp học của mình, nghĩ rằng mình hơn người, có mình mới được, có mà không có mình không được, là cũng chết, cũng sai. Mà vị nào mà nghĩ rằng thôi kệ, mình vô, mình cố gắng mình hành đi, mình cũng không có cần học đâu, thì cũng xét lại. Nếu như chúng ta không có thời gian và chúng ta không còn sức khỏe, chúng ta không còn điều kiện, thì chúng ta phải hiểu rằng những yếu lý chúng ta phải biết. Chứ Phật Pháp á, tuy á, nó giản, nó đa dạng, đa pháp môn để cho chúng ta hành trì, nhưng cái lý Phật á, nó thâm sâu, để cho người trí, người giác giả hiểu được. Nó có một sự chuyên cần, có một sự tu luyện, có một sự thực nghiệm, chứ không phải cứ như tu lâu lên sư cũ đâu. Ồ, cảm cảm thí dụ muốn giỏi thì muốn được người ta khen, được người ta đăng danh đăng trình thì chúng ta qua Ấn Độ, người ta coi như là giới thiệu mình coi như bằng này cấp nọ. Còn nếu chúng ta muốn thiền sư, chúng ta qua Miến Điện, cứ vào trong đó rồi xong đi về, thì cái giá trị này nó bị hạn, nó bị giới hạn vô cùng. Chúng ta tu là cái giá trị thực nghiệm, cái giá trị thực hành là một sự lớn lao, nó là cần thiết. Bởi vì kính thưa quý vị, ngày nào nếu như một ngày mà không thiền, không trí tuệ thì uổng cả trăm năm của mình. Dù sống 100 năm không thiền định, không trí tuệ, hay không giới, không thiền, thì người ấy đã bỏ qua 100 năm kiếp của mình rất là tiếc thay. Nó cũng là pháp cú kinh dạy như thế. Chúng ta thực hiện pháp hành mà chúng ta bỏ được tham sân si. Chúng ta nhớ, chúng ta bỏ được tham sân si, không có chấp trước. Ở đây cũng nghe nói đến ngoại cảnh hay là nội tâm của chúng ta. Tức là chúng ta không chấp các quẩn và căn của mình. Tức là chúng ta không chấp rằng sắc quẩn là thường còn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này là ta, là của ta, và chúng ta phải được như thế này, chúng ta phải được như thế kia, hay chúng ta hiện tại chúng ta sống như thế này và mai sau chúng ta sẽ như thế nọ. Và cái giới cấm thủ hay giới chấp thủ của chúng ta, rồi chúng ta nghĩ như thế này mới là tu, như thế mới là không tu, cũng sai luôn. Ngày hôm nay nếu chúng ta được tu hành, chúng ta học được Phật Pháp, thì chúng ta biết trân quý, và chúng ta cố gắng chúng ta thực hành, và chúng ta tạo điều kiện, hay là chính mình cố gắng để đồng tu. Chứ không phải một người mà pháp học chỉ trích người pháp hành, một người pháp hành chỉ trích người pháp học, thì Phật Pháp này cả hai đều rất là sai lệch trên những cái lời dạy của Phật. Để mà chấm dứt phiền não khổ đau, không có ai có thể giúp ta, mà chính ta mới là người tự thực hành, nếm trái cái hương vị đó. Đây là sự thật. Còn ngược lại, nếu như chúng ta có cái tâm tu tập, có cái mến pháp, có cái thừa tự pháp, thì chúng ta rất là tốt đẹp. Bởi vì trong bài kinh thừa tự pháp cũng rất là hay,
vì tỷ kheo trụ pháp, thích pháp, mến pháp, tâm tư hành niệm pháp sẽ không rời xa chánh pháp. Nếu mà chúng ta niệm pháp như vậy, chúng ta trú pháp như vậy, tâm tư chúng ta hành niệm pháp, đó chính là tâm của chúng ta có tỉnh giác, tâm chúng ta đã được tu tập và không có bị chấp thủ. Chấp thủ tức là ngũ uẩn này của ta, đời này hay đời sau, chấp đời này hay đời sau. Chúng ta nhớ rõ như vậy là không chấp đời này đời sau. Và như vậy thì chúng ta sẽ có gì? Nhờ cái sự tu tập chuyên xuyên suốt, cái sự tỉnh giác về cái thiền quán mà vị ấy được tu tập tốt đẹp. Và khi chúng ta từng bước, không phải chúng ta đăng bản hay đăng trình lên khoa bản gì để học giỏi như thế này, chúng ta được giỏi như thế kia, thì chúng ta mới đạt được cái sa môn hạnh này, được cấp bằng này hay được đạt danh hiệu nọ. Mà quả thật tất cả đó là sai lầm hết. Chính là cái gì? Làm sao tâm chúng ta không còn bị chấp thủ, tâm chúng ta không còn bị tham ái, tâm chúng ta không còn bị một cái câu thúc bởi bất cứ một cái chuyện lớn chuyện nhỏ gì ở trong cuộc đời. Hiện nay thì chúng ta tu, chúng ta chưa có thể chứng đắc được thánh quả hay chứng đắc các tầng thiền, nhưng chúng ta biết buông bỏ cái nào, chúng ta tu được cái đó. Chúng tôi vô chúng tôi giảng cho một số những sự cụ như tâm ni, chúng tôi luôn nói cái này. Tu lớn buông biết bỏ chuyện đó là đúng đó, mình đó là cái bát nhã của mình, nó rất là lớn. Cái ý niệm tu hành của mình rất là cao, và đó chính là chúng ta đang thực hành pháp một cách tốt đẹp đó. Tức cảm thấy bị mất mát, cảm thấy bị gia chạm tự ái, cảm thấy bị bực bội, cảm thấy bị khó chịu, mà không sao. Cái đó là cái giả, cái đó là cái sự bực bội đó, cái sự khó chịu đó là không đúng. Thì chúng ta tu như vậy, chúng ta có đạt được kết quả tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, như thế thì chúng ta mới là một cái người mà dự phần vào sa môn hạnh. Tức là dầu chúng ta hiểu ít, học ít, nhưng chúng ta hiểu những gì mà đưa đến cái pháp cho chúng ta đoạn khổ diệt khổ, đây là quan trọng. Những pháp nào đưa đến đoạn khổ diệt khổ, những pháp nào đưa đến ly tham, những pháp nào đưa đến đoạn diệt khổ đau, chúng ta thọ trì những pháp đó và chúng ta hành trì những pháp đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành tựu được sa môn hạnh, hay là giữ phần sa môn ở trong dòng thánh. Dạ, kính thưa trong thời quý vị, đây cũng là một cái điều mà Đức Phật đã cán ngăn, và một lời cảnh báo, một lời dạy dỗ, khuyến nhủ cho những người học hiểu về pháp học ở đời sau. Dạ, kinh có lời điều giảng trước như vậy, nhưng có điều chi sở thật, kính ngưỡng mong tôi thử thì quan nghị cho, và kính chấm dứt thời giảng trước nơi đây. Trước khi dứt lời kính dân Phật Phật Lạc, để được trả lời thức tư đại thiên quân, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm chủ đức, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa và hứa nguyện phần cầu nguyện đến những chúng sinh là chánh linh khí linh ở tại hai chùa được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và kính dân đến chư tăng, và người đến toàn thể quý vị, mong tất cả chúng ta được tu tập an lạc tốt đẹp. Nam mô Phật A Di Đà. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 20 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa, và con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng tọa minh hạnh đã